Thưa quý vị, dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn thì hôm nay chảo lửa ở miền Trung vẫn tiếp tục nóng lên nhanh. Dự báo chiều nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến tận Quảng Ngãi sẽ có nhiệt độ từ 36 đến 38 độ. Riêng một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị có nhiệt độ cao hơn lên tới 39 độ, thậm chí là 40 độ. Còn đối với khu vực từ Bình Định trở vào đến Phú Yên cũng có nắng nóng nhưng nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 35 đến 37 độ. Và xuống đến khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và cả Bình Thuận thì nhiệt độ hạ xuống chỉ còn từ 32 đến 34 độ. Cũng chịu tác động của vùng áp thấp phía Tây nhưng không có hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ lần này không gắt bằng miền Trung. Dự báo hôm nay Bắc Bộ cũng có nắng nóng diện rộng nhưng nắng nóng gay gắt thì lại chỉ xuất hiện chủ yếu ở một vài nơi khu vực đồng bằng và trung du như tại Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định và cả Ninh Bình với nhiệt độ đạt ngưỡng 37 đến 38 độ. Còn đối với các khu vực khác của Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ dao động từ 34 đến 36 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Đáng lưu ý là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa, nên cảm giác nóng bức sẽ còn hơn rất nhiều. Trong khi Bắc Bộ và miền Trung vẫn đang trong thời kỳ tăng nhiệt, thì nền nhiệt ở miền Nam lại đang có dấu hiệu giảm dần. Nguyên nhân là từ hôm nay, gió mùa Tây Nam ở phía Nam sẽ hoạt động mạnh trở lại, khiến cho Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa sớm hơn và diện mưa thì cũng gia tăng. Một vài nơi sẽ có mưa ngay từ đầu giờ chiều, sau đó sẽ gia tăng lên mức rải rác về chiều tối và tối. Cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Còn về nền nhiệt do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam không cao. Ở Tây Nguyên nhiệt độ là từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Trên biển, hôm nay ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, sẽ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Còn đối với khu vực phía Bắc, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, phổ biến chỉ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.